Xin chào các bạn, mình là Hải Manga. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Có thể nói dù là Shinichi hay sau này là cậu bé thám tử lừng danh Conan, thì người mà anh yêu vẫn sẽ là Jean Mori. Tuy nhiên khi gặp và tiếp xúc với cô bạn cùng cảnh ngộ là Haibara, thì chàng trai này cũng đã nảy sinh chút ít tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này. Tuy nhiên tuyệt đối đó không phải là tình yêu nam nữ, Conan là một chàng trai hết sức trung tình. Không ai có thể thay thế vị trí số 1 của Jean Mori trong trái tim Shinichi. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Conan sẵn sàng làm tất cả, kể cả hy sinh tính mạng của mình để che chở bảo vệ cho Haibara. Câu hỏi đặt ra là tại sao người xuất hiện bảo vệ, che chở, người luôn xuất hiện đúng lúc để Haibara có thể trông cậy lại là Conan chứ không phải là một ai khác. Có thể nhiều fan sẽ cho rằng vì bản tính Conan là người tốt, cậu ta sẵn sàng hy sinh vì mọi người, cho dù người đó là ai đi chăng nữa. Nhưng xuyên suốt mấy chục tập Conan, tác giả chỉ đưa ra những tình huống mà trong đó sự nỗ lực cứu Haibara khiến Conan gần như quên đi mạng sống của chính bản thân mình. Không thể phủ nhận Conan đã tin tưởng Haibara sau lần đầu gặp mặt, cho dù thái độ của cô gái này là đầy nghi ngờ. Conan không bao giờ muốn Haibara phải lo lắng. Cậu ta luôn tìm cách giấu đi tin tức về tổ chức áo đen, ngay cả những lúc Conan có cảm giác rằng áo đen đang theo dõi cậu và Haibara. Những lần như vậy tuyệt nhiên Conan không nói với Haibara vì sợ cô sẽ sợ hãi, lo lắng và sinh bệnh. Conan muốn một mình thay Haibara giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Liệu có một chút lay động nào trong tình cảm của Conan dành cho Haibara hay không? Trong movie 5 có tên là Cao Đao To Heaven, khi Son Oko quyết định để kiểu tóc như Haibara, Conan nhìn Son Oko và liên tưởng đến hình ảnh của Haibara. Lúc đó hai cậu bạn Genta và Michi cho rằng Conan đang bị thu hút, Azumi cũng thấy vậy nên nghĩ rằng cô bé cũng nên thay đổi kiểu tóc như thế vì cô bé này cũng thích Conan. Trong tập mà Conan tưởng rằng Haibara đã bỏ đi trên chiếc xe lửa, thật ra cô không bỏ đi mà chỉ đang thử tìm chiếc radio mà Michi đánh rơi. Lúc đó Conan đuổi theo tàu hỏa và lên Haibara, cậu bỏ đi thật sao? Khoảnh khắc ấy nhà sản xuất đã lồng một bản nhạc thật buồn, và cũng là bản nhạc được lồng vào cảnh gian ôm Conan nhảy từ lầu cao trong movie. Có thể nói rằng sau Jean Mori, Haibara là người con gái mà Conan quý nhất và quan tâm. Nếu Haibara không phải người đến sau thì cô có lẽ còn hợp với Conan hơn Jean Mori. Cũng chính vì vậy mà Haibara chấp nhận im lặng, không thổ lộ tình cảm của mình vì cô biết Conan rất yêu và chỉ có Jean là tình yêu duy nhất. Một tình cảm đặc biệt, một tình bạn thuộc dạng tri kỷ nhưng không thể đến được với nhau. Conan đã quan tâm tới Haibara theo cách của riêng mình. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của video nhé!